Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Trong video ngày hôm nay là tôi xin mời các bạn cùng tìm hiểu về trầm hương là gì, những điều bạn có thể chưa biết về trầm hương. Trầm hương thì có lẽ là cái tên cũng không quá xa lạ với nhiều người, tuy nhiên ít ai biết về cặn kẽ loài thảo mộc đặc biệt này. Với công dụng chữa bách bệnh, làm đẹp, mang văn hóa dân tộc thì trầm hương có thể là thứ bạn phải tò mò muốn biết sau khi nghe tên. Theo dân gian thì trầm hương được tạo thành do hương trời bay theo gió đáp vào chỗ bị thương trên cây gió bầu, hòa vào nhựa chảy ra từ vết thương ấy, hun đúc theo thời gian thì tạo thành trầm hương chứa đựng linh khí của trời đất. Tuy nhiên thì khoa học phát triển thì khái niệm trầm hương được hoàn thiện như sau. Trầm hương là phần gỗ chứa nhiều nhựa thơm sinh ra từ thân cây gió, mọc nhiều ở trong những cánh rừng già Nam Bộ Việt Nam. Khi cây gió bị tổn thương do bom đạn, thiên tai hay con người thì cây sẽ tiết ra nhựa thơm để chữa lành vết thương trên thân. Phần gỗ bị tổn thương được tích dầu trở thành một loại gỗ quý thơm thì đó chính là trầm hương. Do đó cây cũng là đặc điểm giúp người đi tìm trầm hay còn gọi là phu trầm phát hiện ra cây có trầm hương. Thường là những cây bị bom đạn găm vào, cây bị giông gió làm gãy cành hay là bị sét đánh. Người ta biết đến cây trầm hương với đặc điểm là thân gỗ lớn, chiều cao từ 20 đến 30 mét, đường kính thân cây là trên 60 cm. Đối với cây trưởng thành, cây có vết nhăn dọc theo thân, vỏ nhẵn màu xám, thịt vỏ màu trắng, tơ mịn. Các cành non của cây trầm hương thì có lớp lông mềm màu vàng ngả xám. Lá cây trầm hương thì là tương đối mỏng, có hình lưỡi mác, mọc đối xứng, bề mặt của lá thì có màu đậm, bóng, mặt dưới lá xanh nhạt, có một lớp lông mịn. Các gân của lá trầm thì nổi rõ, đẹp để nhận biết và cuống lá thì dài khoảng 2 đến 5 mm. Hoa trầm thì thường mọc thành chùm, nhiều hoa mọc ở kẽ lá, đài hoa màu trắng nở vào tháng 7, tháng 8. Còn lại là quả trầm màu xanh tương đối nhỏ, mỗi quả chứa 2 hạt, chín vào tháng 6, tháng 7. Cây trầm hương thì thích hợp với đất ferrit, ưa sáng, tốc độ sinh trưởng chậm, nhân giống và khai thác không dễ dàng. Chính vì vậy mà là loại cây càng trở nên quý hiếm. Quá trình hình thành thì trầm hương tự nhiên hình thành ở những cây gió đã chết, phần gỗ bị mục hoặc những cây bị tổn thương trước đó, không do tác động chú ý của con người. Vậy nên phải mất thời gian rất lâu để hình thành, đồng thời tốn công sức để tìm được cây gió đóng trầm. Chính vì thế nên trầm hương tự nhiên có giá cao hơn rất nhiều so với trầm hương nuôi cấy, đồng thời hàm lượng tinh dầu cũng cao hơn. Về mùi trầm hương thì trầm hương tự nhiên mang hương gỗ nồng nàn và có khả năng lưu hương lâu hơn so với trầm hương nuôi cấy. Tuy nhiên về cơ bản thì mùi hương của trầm tự nhiên và nuôi cấy tương đối giống nhau, khó đoán biết được. Giá bán trên thị trường thì trầm hương tự nhiên có giá cao hơn trầm hương nuôi cấy bởi tính cách quý hiếm trong quá trình hình thành cũng như giá trị mà nó mang lại. Hiện nay thì giá trầm hương tự nhiên trên thị trường dao động từ 6.000 đô đến 6.500 đô một cân, còn tinh dầu trầm thì ở khoảng 9.000 đô một lít. Về trầm hương nuôi cấy, quá trình hình thành thì trầm hương nuôi cấy được tạo thành bằng cách tác động trực tiếp lên thân cây gió, khoan đục khiến cho cây bị thương, từ đó cây tiết ra nhựa trầm hình thành nên trầm hương. Nhờ việc có thể chủ động trong việc vấn đề tạo ra trầm nên là trầm hương nhân tạo trở nên gần gũi với đời sống của người dân Việt Nam, có mức giá thấp hơn so với trầm hương tự nhiên. Giá bán của trầm hương nuôi cấy trên thị trường thì hiện nay trầm hương nuôi cấy có mức giá dao động từ 700.000 đến 100 đô 1 kg. Đối với trầm loại cao cấp, tùy vào tuổi trầm và hàm lượng tinh dầu có trong gỗ mà trầm hương được định giá khác nhau. Các loại trầm hương thì gồm có kỳ nam, trầm hương và tóc. Hạng nhất là kỳ nam hay còn gọi là kỳ. Kỳ nam là loại trầm có phẩm chất cao và quý hiếm nhất. Kỳ chứa nhiều dầu nhất trong 3 loại, có chất nhẹ, mềm dẻo, nhuyễn khi nếm có vị chua, cay, đắng ngọt, hương thơm tự nhiên cùng khói xanh bay thẳng và dài lên không trung. Trầm kỳ nam thì được chia làm 4 loại, phân theo giá trị rõ ràng qua câu ngạn ngữ nhất bạch, nhì thanh, tam huỳnh, tứ hắc. Đặc điểm của 4 loại kỳ thì được phân định rõ ràng qua tính chất và sắc vị như bạch kỳ, sắc trắng ngà, xám nhạt, vô cùng quý hiếm, ít khi có và đắt giá nhất. Thanh kỳ thì sắc xanh xám, ánh lục, rất quý hiếm, đắt giá sau bạch kỳ. Huỳnh kỳ, sắc vàng sâm, vàng nâu, quý hiếm và đắt giá sau thanh kỳ. Hắc kỳ, sắc đen tràm, hắc ín, quý và đắt giá sau huỳnh kỳ. Hạng 2, trầm là loại trầm hương ít dầu, nặng vị đắng, hầu hết khi đốt mới tỏa mùi hương thơm, khói màu trắng bay quanh rồi tan ngay. Theo phẩm cấp thì trầm được xếp thành 6 loại. Loại 1, sắc sáp trắng, giá trị cao nhất trong 6 loại trầm. Loại 2 thì sắc xanh đầu vịt, giá trị sau loại 1. Loại 3 là sắc sáp xanh, giá trị sau loại 2. Loại 4 là sắc sáp vàng, giá trị sau loại 3. Loại 5 là sắc vằn lông hổ, giá trị sau loại 4. Loại 6 là sắc vàng đốm dầu, giá trị thấp nhất trong 6 loại trầm. Cũng có sách xưa chia trầm thành 5 loại là hoàng lạp trầm, hoàng trầm, giác trầm, tiến hương, kê cốt hương, trong đó có hoàng lạp trầm là tốt nhất.
Hạng 3 là tốc. Tốc là hạng trầm có mức nhiễm dầu ít nhất trong 3 loại, chủ yếu dầu trầm đóng từ bên ngoài và dài dọc theo thứ gỗ. Có khoảng vài chục loại tốc nhưng có thể xếp thành 4 nhóm chính là tốc đĩa, tốc dây, tốc hương và tốc pi. Trầm hương trong lịch sử Việt Nam thì trầm hương không chỉ là món quà linh thiêng từ trời mà còn chứa đựng cả nền văn hóa cổ đại của người Việt Nam. Suốt chiều dài lịch sử từ thời An Dương Vương đến nay thì đã có không ít sử sách nói đến trầm hương Việt Nam. Thế kỷ thứ 10, thời vua Đinh Tiên Hoàng, các nghệ nhân đã dùng gỗ trầm hương để làm hòm gia bảo đựng áo long bào của hoàng đế. Trầm hương quý thì cũng bởi vì nhiều công dụng trong chữa bệnh và định thần, cải thiện sức khỏe. Theo y học cổ truyền thì trầm hương có tính ổn, vị thơm, cay và các kinh thận tỳ vị, có tác dụng giáng khi làm ẩm thận, trắng nguyên dương, giảm đau và an thần. Nó thường được dùng điều trị các chứng đau ngực, đau bụng, nấc nôn, hen suyễn, thận khí hư, bí tiểu tiện, nam giới tinh lạnh. Ngoài ra, xông tinh dầu trầm hương sau một ngày mệt mỏi và áp lực công việc giúp giải tỏa căng thẳng, ổn định tinh thần, an thần dễ ngủ, giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn. Qua những thông tin chúng tôi nêu trên thì có thể là các bạn đã trang bị thêm cho mình nhiều kiến thức về trầm hương. Xin rất cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác. Mọi người xem video hãy nhấn bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục thêm ra thêm những video khác.